Xin chào cả nhà, hôm nay mình lại giới thiệu thêm một cách làm bánh canh gạo sắt kiểu Hàn Quốc. Và cách làm thì cực kỳ là đơn giản và tiện lợi. Chúng ta chỉ cần đông 300ml nước. Tiếp theo đó, chúng ta sẽ pha bột gạo và bột năng. Bột gạo thì mình sẽ dùng ở đây là 250g. Còn bột năng thì mình chỉ dùng khoảng 100g. Mình cho phần bột năng vô chung với bột gạo và mình sẽ trộn đều lên. Sau đó, mình cho nửa muỗng cà phê muối. Mình rất thích có mùi thơm trong mùi bánh canh, cho nên mình dùng mùi dầu phi. Dầu hành phi sẽ giúp cho mùi bánh canh của chúng ta khử đi mùi tinh bột và nó có mùi rất là thơm khi chúng ta ăn vào. Sau đó, mình đun phần nước cho thật sôi, phải thật sôi nha. Và bây giờ, mình lại đổ từ từ vào phần bột đã trộn. Thao tác này sẽ giúp cho chúng ta lấy trùng bột và khi chúng ta nhồi và bóp bột thì bột sẽ co giãn và rất là dẻo dai. Thì khi chúng ta ăn vào, cọng bánh canh sẽ dẻo, mềm, dai dai, rất là ngon. Và bây giờ mình đổ luôn phần nước nóng còn lại vào. Thì bây giờ bột gặp nước nóng thì nó cũng chín ra như là hồ vậy đó. Bây giờ chúng ta cứ trộn cho bột nguội đã, rồi sau đó chúng ta dùng tay để bóp bột và nhồi cho thật kỹ. Vậy thì bột của chúng ta mới ngon nha. Ở nhà, mỗi khi có ngày nghỉ là con gái mình lại đòi: má mì ơi, có rảnh không? Nấu bánh canh cua cho con có được không? Mình thì nghĩ, ồ, bánh canh mua ở ngoài chợ thì cũng không được ngon lắm, vì nhiều khi họ bỏ trong tủ đông đã rất lâu, khi mình luộc lại thì bột bánh canh nó rã ra hết rồi, nó không còn ngon nữa. Cho nên mình rất là thích tự làm bánh canh bột như thế này cho cả nhà. Cứ làm đi làm lại, rồi dần dần mình cũng quen. Và mình muốn chia sẻ cách làm này với mọi người, vì nó rất dễ và tiện lợi. Và khi chúng ta ăn vào thì cọng bánh canh của chúng ta nó có vị rất là tươi, ngon, và không giống như là chúng ta đi mua ở ngoài. Bây giờ khói bột của mình thì rất là dẻo, và bây giờ mình chỉ xoa bột nhẹ nhẹ và chúng ta cùng dùng cây cán bột cho thẳng ra, rồi một chút xíu nữa chúng ta sẽ cuốn cái khói bột này lại. Chúng ta nên dùng chút bột khô để khi chúng ta cuốn bột, bột sẽ không bị dính. Sau khi cuốn tròn khoanh bột như thế này thì chúng ta nên cho bột nghỉ khoảng chừng 20 phút. Mình sẽ đi lấy một cái bịch ni lông và mình ráp lại. Mình sẽ để cho bột nghỉ khoảng chừng 20 đến 25 phút, tùy theo bạn thôi. Sau 20 phút, bây giờ mình quay trở lại nè. Sau đó, mình chỉ cần cắt nhỏ những phần bột này ra, không cần phải điều, nhưng chúng ta cần cắt ra từng khối như thế này. Và chúng ta cần rắc một ít bột khô lên mặt bàn. Sau đó, mình sẽ dùng một cây lăn bột, không cần phải đẹp và điêu, chúng ta chỉ cần cán cho nó mỏng ra. Để chút nữa, mình cắt ra từng sợi bánh canh cho nó dễ dàng. Nhưng bây giờ, mình cứ tiếp tục cán từng khối bột ra thành những miếng bột như thế này.
Nhưng nhớ là các bạn phải rắc bột khô lên mặt của những miếng bột như thế này nha, để khi chúng ta sắc sợi thì nó sẽ tự bung ra. Đó, mình cứ cán đại đi, không có cần phải đẹp hay là ngay hàng thẳng lối gì hết, cứ mỏng, đều đều là được rồi. Và bây giờ, sau một hồi cán thì mình chất thành một khối và mình cắt nó thành hình vuông. Bây giờ thì mình chỉ cần dùng con dao bự sắc thẳng xuống thì nó lại ra từng sợi. Và mỗi lần chúng ta sắc thì chúng ta phải rắc một lớp bột, để cho những sợi bánh canh này khi chúng ta bỏ vào nồi luộc nó không bị dính với nhau nha. Các bạn nhìn gần là khi mình cắt những sợi bánh canh thì nó tự bung ra như thế này, rất là dễ dàng. Từ khi mình biết cách làm bánh canh bột sắc như thế này, mình cảm thấy bánh canh nhà mình làm rất là ngon. Và gia đình mình cũng không còn đi ra quán ăn bánh canh cua nữa, vì ở nhà mình thường hay làm món này. Cho nên video tiếp theo sẽ là cách mình hướng dẫn cho các bạn làm nước lèo của bánh canh cua nha. Làm theo kiểu này một hồi thì chúng ta cũng làm xong, nhưng có cái là nó rất là vất vả, vì bột nó cứ văng tung tấy ra mặt bàn. Sau khi làm xong hết những sợi bánh canh này, mình phải lao hết cả một cái bàn. Tuy rằng có mệt nhưng mà cũng vui, vì mình đã làm được gì đó cho gia đình. Bây giờ thì mình bắt nồi nước sôi và cho 2 muỗng canh dầu. Khi nước sôi trở lại thì mình cho những sợi bánh canh đã sắc vào trong nồi. Khi chúng ta cho những sợi bánh canh đã sắc này vào trong nồi thì các bạn lưu ý mình phải rải đều nó ra, không được để nó chồng lên nhau. Vì khi đó chúng ta không dùng đũa khuấy nhẹ thì nó chồng lên nhau, nó sẽ vống thành những cục bánh canh, không phải là những sợi bánh canh nữa nha. Khi chúng ta dùng đũa và đảo nhẹ như thế này thì nấu khoảng chừng 5 đến 10 phút thì những cọng bánh canh của chúng ta cũng bắt đầu chín và nổi lên. Vậy là mình lại sắp có thêm món bánh canh bột sắc kiểu Hàn Quốc nữa rồi. Bây giờ thì bánh canh đã chín rồi nè, mình chỉ cần đi đổ ra cái rổ, xả lại nước là xong. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video clip ngày hôm nay của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn một ngày tốt lành.